quân nhiều. Tú luôn hả? Tiếp, chơi anh em đây đang đang thả chiều nay đang chủ nhật nhá. Mới có 2 giờ mấy à. Rồi. Đang dắt nhiều đây. Đi ra cột. Thôi, đang ráp đây. Tối qua cũng đi nhậu không? Nhậu, bọn tôi nhậu. Quán khẩu dê nè. Có thằng Hưng mà thì dễ nhậu lắm. Hả? À? Kêu có thằng Hưng thì dễ nhậu lắm. Đâu về đâu? Để phương ngày nó lòng rồi. Mưa vậy thì mưa nó kéo xuống thì ra nó quắt đây. Chín gì à? 10 giờ về. Ừ. 8 giờ đây mới kéo diều xong. Chuyện là tiền tao. Tiền hoàng nha. Cháu đi về quá. Kéo gì vậy? Cháu già lắm, trong đâu có nào căng đâu. Làm nó cái form này nó vậy á. Kéo vậy nó non vậy, non vậy mà nó cũng rồi hai anh em đang ráp đuôi rồi nha, cột đuôi mà gió rất đẹp luôn. Rồi đang ráp con sáo rồi đây, sáo này nhiều màu vô kể, sáo này sáo CN16 cổ đó. Không biết bao nhiêu nước sơn này rồi. Sơn đỏ, sơn vàng, dán miệng. Hơi nghiêng qua bên nhà cha. Rồi, cột chi đuôi rồi xong. Rồi, chi đuôi cuộn dây đây. Chiến đầu nhá, cho lên nhá. Dốc rồi, dốc thế thôi. Trời béo ơi trời lạnh. Không quất. Chắc này tí. Cái nào là lượm? Rồi chuẩn bị chiến trường nhá, thả dây đi. Nhanh lên không cho dài thả ngắn biết được không? Tí thử nữa. Bốn đàn đâu. Đúng rồi, đâu phải hoàn đàn đâu mà. Hả? Rồi chuẩn bị cho em này bay lên nhá. Nay hướng gió phải vô trong đám cỏ này. Đây đây. Rồi 1 2 3 lên. Rồi, đang lên tới đây rồi nha. Ủa, quả cái có gì trong đó mà sao không kêu ta? Mày kéo lên coi. Ba con này, ba con mới đi bên này, hai con này, năm con này nha các bạn nha. Hiện tại trên bầu trời đang có 5 con. Giờ mới có chưa tới 3 giờ chiều. Hôm nay chủ nhật nha các bạn nha. Thôi đang xả dây đây. Tút tù mù luôn. Chiều nay gió tương đối đẹp này, nhìn ngọn cây này. Đung đưa nha. Rồi đang bơm dây đây, bơm tẹt ga luôn. Bơm tẹt ga luôn. Căng phết đấy. Bên xa xa kia là khí động học nha các bạn nhé. Đó bên này khí động học nè. Đó đang cũng nay anh em chơi từ lúc qua 11 giờ trưa nha.
Nay gió đẹp, 11 giờ trưa đã ra đây thả con diều rồi nè. Còn bên này bên diều sáo, thì anh em ra chơi sớm, Rồi, đang cột dây đây. Cột đi, tay không cột đi con giữ cho. Đây đây. Làm mày được rồi. Căng phết rồi đấy. Rồi, đi xuống cuối bãi cột nha. Tại vì tí nữa còn rất nhiều con diều ra nha. Hôm nay chủ nhật rất nhiều diều ra, giờ mới có 5 con thôi. Thông thường bãi này được hơn chục con nha, mười mấy con. Nay chủ nhật gió rất đẹp thì chắc phải mười mấy con. Đây, 5 con này. 5 con. Ôi, đang cắm đầu, con kia đang cắm đầu. Đang dính dây ai. Rồi, mới có mấy cái anh em đang ra đây. Biệt phủ. Toàn cảnh bãi thả diều. Rất rộng, bãi này rất rộng, mênh mông luôn. Rồi, các bạn hay thì các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.